1.600 kỷ vật chính là con số nói lên sự đồ sộ của bảo tàng này. Người xem thực sự choáng ngợp với sự hoành tráng và cách thiết kế đầy sáng tạo của người Đức. Những chiếc giày, chiếc áo, rồi quả bóng được sử dụng ở chung kết World Cup 1954 hay bàn thắng tranh cãi của đội tuyển Anh ở World Cup 1966 được chiếu đi chiếu lại. Ấn tượng hơn với quả cầu hình trái bóng để đưa các cổ động viên sống lại những khoảnh khắc hào hùng của bóng đá Đức. Rất ấn tượng, nó là kiểu mẫu cho bóng đá châu Âu, là động lực cho các em nhỏ của Đức muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Lần gần nhất mà đội tuyển Đức vô địch Euro đã là từ năm 1996 rồi. Năm nay với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đội tuyển Đức rất muốn thêm lần nữa đăng quang để có thể bổ sung cho bảo tàng lịch sử của mình thêm một chiếc cúp nữa. Hoàng Cường, Quang Trung, nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ thành phố Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức.